Trong những năm gần đây, lực lượng lao động trẻ là người dân tộc thiểu số và làm việc tại các đơn vị ngành than ngày một tăng đã giúp duy trì ổn định và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV. Đối với Đảng bộ Than Quảng Ninh đã và đang quan tâm đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng công nhân lao động là người dân tộc thiểu số nhằm nâng cao sức lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, xây dựng đội ngũ công nhân mỏ, tăng cả về lượng và chất, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững. Sau khi chuyển giao các tổ chức đảng trực thuộc về Đảng bộ Tập đoàn TKV, Đảng bộ Than Quảng Ninh hiện có 30 tổ chức cơ sở đảng, bao gồm 27 đảng bộ và 3 chi bộ cơ sở, với hơn 10.300 đảng viên để bổ sung lực lượng đảng viên trẻ kế tục sự nghiệp của Đảng. Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã tăng cường chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác phát triển đảng viên, đảm bảo chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới đạt từ 3 đến 3,5% so với số lượng đảng viên đầu năm theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đối tượng được chú trọng ưu tiên phát triển đảng viên là công nhân lao động chính trong các đơn vị, là lao động người dân tộc thiểu số, phát triển đảng viên cả về lượng và chất nhằm tạo ra lực lượng nòng cốt, giữ vững vai trò tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp tập đoàn thực hiện thắng lợi mục tiêu sản xuất kinh doanh. Thời gian qua, Đảng ủy các công ty khai thác, chế biến than thuộc TKV vùng Hạ Long, Cẩm Phả đã và đang tăng cường tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho các công nhân thợ lò, rà soát quần chúng ưu tú là đồng bào dân tộc thiểu số để có hướng bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng. Sau khi kết nạp, các cấp ủy ưu tiên đào tạo, đề bạt lực lượng này vào những vị trí sản xuất phù hợp để kích thích, động viên các thợ lò phát huy bản thân, bồi đắp thêm ý chí phấn đấu của đảng viên là người dân tộc thiểu số. Công đoàn, đoàn thanh niên các đơn vị cũng đã triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị, phát động các phong trào thi đua với những nội dung cụ thể, tổ chức các giải văn nghệ, thể thao dân tộc nhằm khuyến khích đông đảo thợ lò, người dân tộc thiểu số thể hiện năng khiếu, năng lực của mình. Từ những giải pháp đồng bộ và sự nỗ lực quyết tâm của các cấp ủy, Đảng bộ Than Quảng Ninh đã có 3 năm liên tiếp từ năm 2021 đến 2023 hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng viên mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Trong đó, số đảng viên mới là đồng bào dân tộc thiểu số có 16 người. Trong quý 1 năm 2024, Đảng bộ Than đã kết nạp thêm 39 đảng viên, trong đó có một đảng viên người dân tộc thiểu số, giúp tăng thêm nguồn sinh lực cho đảng, làm cho tổ chức cơ sở đảng ngày càng lớn mạnh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững. Công ty cổ phần than Mông Dương hiện có hơn 3.400 cán bộ, công nhân lao động, trong đó có trên 700 công nhân lao động là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 21% so với tổng số lao động trong toàn công ty. Để phát triển đảng trong lực lượng lao động người dân tộc thiểu số, thời gian qua, Đảng ủy công ty đã luôn quan tâm, chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong lực lượng lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đầu nhiệm kỳ đại hội đến nay, Đảng ủy công ty đã kết nạp 178 đảng viên mới, trung bình đạt 5,8% đảng viên mới kết nạp hàng năm so với tổng số đảng viên đầu kỳ. Trong đó đã kết nạp 15 đảng viên mới là người dân tộc thiểu số. Đảng ủy cũng chỉ đạo công đoàn, công ty tập trung chăm lo đời sống công nhân lao động nói chung, thợ lò, người dân tộc thiểu số nói riêng. Coi đây là yếu tố then chốt góp phần tạo nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng lao động này. Nhờ đó mỗi năm, đảng bộ đều kết nạp từ 2 đến 3 đảng viên mới là người dân tộc thiểu số. Sau khi tốt nghiệp trường đào tạo nghề mỏ Hồng Cẩm, năm 2018, anh Ninh Đức Hồng Thắng, sinh năm 1994, người dân tộc Tày, quê ở xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, đã quyết định chọn mỏ than Mông Dương là nơi lập nghiệp. Thời gian đầu, anh được phân công làm công việc tại phân xưởng khai thác 2. Từ năm 2021 đến nay, anh Ninh Đức Hồng Thắng được điều chuyển về làm công nhân phòng KCF với công việc hàng ngày là lấy mẫu than trong lò và trên mặt bằng tại nhiều vị trí khác nhau để kiểm định chất lượng trước khi bán ra thị trường. Dù công việc không độc hại, nặng nhọc như thợ lò,
nhưng công việc lấy mẫu lại đòi hỏi sự tỉ mỉ và độ chính xác cao để cho ra những mẫu than đảm bảo đúng các chỉ tiêu chất lượng đi tiêu thụ. Nhờ sự siêng năng cần mẫn và tinh thần trách nhiệm cao, anh Thắng luôn đảm bảo và hoàn thành tốt mọi công việc. Qua công tác rèn luyện và phấn đấu, cuối năm 2022, anh Ninh Đức Hồng Thắng vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua quá trình tích cực rèn luyện, cuối năm 2023, anh Thắng đã được nhận quyết định truyền đạt chính thức. Việc tại công ty, tôi được chi bộ giới thiệu để tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức cho đối tượng kết nạp đảng. Chi bộ luôn quan tâm, tuyên truyền, kèm cặp, hướng dẫn, giúp tôi không ngừng tiến bộ và trưởng thành hơn từ nhận thức đến hành động. Phòng quan sát thì có 58 cán bộ, công nhân viên, trong đó có 4 người là dân tộc thiểu số. Chi bộ phòng thì có 36 đảng viên, trong đó có 2 đồng chí là dân tộc thiểu số. Đối với quần chúng là người dân tộc thiểu số, chi bộ luôn quan tâm hướng dẫn, động viên trong công tác chuyên môn cũng như chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần, tạo sự đoàn kết cao trong đơn vị. Từ đó có những cái định hướng kèm cặp để quần chúng rèn luyện, phấn đấu vào đảng. Hiện nay, Đảng Bộ Công ty Cổ phần Than Mông Dương có 37 chi bộ trực thuộc với tổng số đảng viên là 813 đồng chí. Trong đó có 47 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Mặc dù số lượng công nhân người dân tộc thiểu số được kết nạp đảng chưa nhiều, tuy nhiên những đảng viên sau khi được kết nạp đều trở thành những công nhân tiêu biểu, được đánh giá tay nghề cao, có bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong người đảng viên và được lãnh đạo cũng như đồng nghiệp quý mến. Trường hợp của anh Lò Văn Khoa là một trong những ví dụ tiêu biểu. Xuất thân là giáo viên tiểu học, được đánh giá tốt về đạo đức cũng như năng lực nghề nghiệp. Tuy nhiên do điều kiện kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn nên anh Khoa, người dân tộc Thái, quê ở tỉnh Điện Biên đã quyết định chuyển hướng và chọn Quảng Ninh là nơi gắn bó. Năm 2016, sau khi tốt nghiệp trường đào tạo nghề mỏ Hồng Cầm, anh Khoa về làm công nhân tại lò phân xưởng khai thác 9, công ty cổ phần than Mông Dương. Từ những kiến thức, kỹ năng nghề được trang bị cùng sự giúp đỡ của những thợ lò có kinh nghiệm đi trước, anh Lò Văn Khoa đã nhanh chóng bắt nhịp với công việc mới, từng bước nắm vững các thiết bị kỹ thuật công nghệ mới trong đào lò và khai thác than bằng cơ giới hóa. Hơn 8 năm gắn bó với công ty, anh Khoa hiện là thợ lò bậc 3/5 và là đảng viên gương mẫu luôn hoàn thành xuất sắc công việc với mức thu nhập cao của chi bộ phân xưởng khai thác 9. Tôi rất vinh dự và tự hào khi được đứng trong đội ngũ của đảng. Bản thân tôi sẽ thực hiện tốt lời tuyên thệ dưới đa cờ của đảng khi được kết nạp, luôn đi đầu trong phong trào thi đua lao động sản xuất của công ty, luôn cố gắng trở thành tấm gương của quần chúng. Hiện nay công ty có 12 đồng chí là người dân tộc thiểu số có chức vụ, trong đó có 9 đồng chí tổ phó tổ sản xuất các đơn vị, 1 đồng chí bí thư chi đoàn, 1 đồng chí phó bí thư chi bộ, phó phòng KCM, 1 đồng chí trưởng ban nữ công. Đảng viên là người dân tộc thiểu số là những lao động rất tích cực, cần cù chịu khó và luôn chấp hành cũng như là tích cực tuyên truyền phổ biến những cái chủ trương đường lối của Đảng tới đồng nghiệp tại nơi làm việc, rồi tới thôn bản và đảng viên đang sinh sống. Công ty sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo tốt hơn điều kiện việc làm, thu nhập, đời sống để từ đó người lao động thêm gắn bó lâu dài công ty, qua đó thì tạo cái nguồn phát triển đảng viên mới trong cái giai đoạn tiếp theo, trong đó có những đảng viên là người dân tộc thiểu số. Bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa trong xây dựng đảng, nhằm bổ sung lực lượng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, đảm bảo tính kế thừa và phát triển của đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng. Dù vậy, thực tế hiện nay, việc phát triển đảng viên mới còn gặp nhiều khó khăn. Đối với công ty cổ phần than Núi Béo, việc phát triển đảng viên trong lực lượng lao động đồng bào dân tộc thiểu số càng khó khăn khi phần lớn chỉ tập trung duy nhất vào công việc với mong muốn có thu nhập cao để giúp đỡ gia đình. Bên cạnh đó, trình độ văn hóa và nhận thức chính trị của phần đông lao động người dân tộc thiểu số còn khá hạn chế. Một khó khăn nữa là lực lượng lao động này còn thường xuyên thay đổi công việc, thay đổi chỗ ở, di chuyển chỗ làm giữa các công ty than trong tập đoàn, khiến công tác vận động, bồi dưỡng, giới thiệu người vào đảng gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, do đặc thù sản xuất kinh doanh phải bố trí thời gian làm việc theo ca, theo kíp, nên sau giờ lao động, phần nhiều công nhân muốn được nghỉ ngơi, ít muốn tham gia hoạt động do các đoàn thể tổ chức. Khó khăn nhất đối với người vùng cao là cái văn hóa vùng miền. Đặc biệt ở đây thì cái tâm tư, nguyện vọng, tục lệ, hủ tục
Đấy thì đối với lại người vùng cao thì người ta rất chú trọng, dẫn đến mà cái việc mà quản lý dựa vào các quy định của các công ty hiện tại mà áp dụng đối với người vùng cao thì khó khăn trong công tác quản lý lao động, công tác tổ chức sản xuất của đơn vị cũng như là tổ chức các cái cuộc họp của chi bộ. Mặc dù vậy, nhờ kiên trì tiếp xúc, trao đổi, tuyên truyền của các cấp ủy đối với người lao động vùng cao về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lịch sử phát triển của giai cấp công nhân, nên ngày càng có nhiều quần chúng ưu tú là đồng bào dân tộc thiểu số có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành những hạt nhân chính trị góp phần đưa các nghị quyết, đường lối của Đảng, chủ trương của nhà nước, doanh nghiệp đến với đồng nghiệp, đồng hương. Các cấp lãnh đạo thì cũng tạo điều kiện cho để cá nhân chúng tôi là sẽ gắn bó lâu dài hơn, để vừa là công tác cho vừa tạo công an việc làm thu nhập cho bản thân, cũng vừa là sẽ có nhiều anh em ở trên quê thì xuống lao động cùng theo để làm giàu cho quê hương. Công việc nặng nhọc cũng vô vàn khó khăn, bí thư chi bộ tạo điều kiện cho tôi để cho đi học lớp bồi dưỡng đảng viên, và tôi cũng đã được kết nạp vào Đảng, sẽ cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ, động viên anh em trên vùng cao xuống đông đốc anh em đi làm đầy đủ công. Thực hiện chủ trương phát triển đảng viên của Đảng ủy Than Quảng Ninh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ công ty Than Núi Béo đã kết nạp được 7 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Để có được kết quả này, các chi bộ đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ thợ mỏ vùng cao, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng lao động này thể hiện năng lực và động cơ phấn đấu trở thành đảng viên. Đối với Đảng bộ công ty cổ phần Than Núi Béo, việc phát hiện và bồi dưỡng các quần chúng là người dân tộc thiểu số càng có ý nghĩa quan trọng gắn với sự phát triển bền vững của đơn vị. Định hướng trong thời gian tới của Đảng bộ công ty là chúng tôi sẽ có cái chỉ đạo các chi bộ là phát triển, phát hiện, hướng dẫn kèm cặp để xây dựng cái đội ngũ công nhân kỹ thuật, đặc biệt là lực lượng lao động là dân tộc ít người, lao động đảm bảo cái năng suất, kỷ luật chính là cái nguồn để Đảng bộ phát triển Đảng. Công đoàn các đơn vị đã và đang triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị, phát động các phong trào thi đua với những nội dung cụ thể, thiết thực. Từ những giải pháp đồng bộ và sự nỗ lực quyết tâm, tổ chức đoàn thanh niên, các công ty đang dần hình thành lớp đoàn viên người dân tộc thiểu số ưu tú, bổ sung nguồn đảng viên vừa hồng vừa chuyên tham gia vào quá trình xây dựng và tăng cường sức chiến đấu cho Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững. Phải quan tâm duy trì cái công tác tuyên truyền, giáo dục, công tác tư tưởng văn hóa, công tác dân vận, những cái vấn đề thiết thực nhất đối với người công nhân lao động dân tộc thiểu số, đặc biệt là lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử của Đảng bộ của đơn vị, xây dựng những cái hình mẫu, những người đảng viên, đặc biệt là những người công nhân lao động dân tộc thiểu số đã được kết nạp vào Đảng ấy là gương mẫu, rồi có cái cuộc sống gia đình có thu nhập cao để cái người công nhân lao động dân tộc thiểu số noi theo, học tập và phấn đấu. Thực tế cho thấy ngành than đang chuyển hướng xây dựng, phát triển đội ngũ thợ mỏ từ nguồn nhân lực nội tỉnh. Điều này đang mang lại nhiều lợi ích hơn. Đó là giải quyết được việc làm cho nhân dân địa phương, tiết giảm được chi phí so với tuyển dụng lao động tỉnh ngoài, đồng thời cũng thuận lợi hơn trong công tác giáo dục truyền thống, xây dựng người thợ mỏ ngành than, người chiến sĩ. Hầu hết đảng viên thợ mỏ là người đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Ninh đều đang đảm đương các vị trí sản xuất chính ở các công trường, phân xưởng. Lực lượng lao động này đều hăng hái cống hiến và cũng là những người luôn đạt được mức thu nhập ổn định và thu nhập cao. Kết quả thực hiện chủ trương phát triển đảng viên thợ mỏ, người dân tộc thiểu số của Đảng ủy Than Quảng Ninh đạt được vừa qua đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, giúp cho Đảng bộ Than Quảng Ninh ngày càng lớn mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh và của đất nước trong tình hình mới.